Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình chuỗi siêu thị không đồng nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ yếu thế, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chương trình chuỗi siêu thị không đồng trao 1.200 phiếu quà tặng, mỗi phiếu quà trị giá là 300.000 đồng với tổng kinh phí 360 triệu đồng gửi đến hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình hôm nay, hội tổ chức trao 200 phiếu quà tặng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hải Châu. Chuỗi siêu thị không đồng là một trong những hoạt động trong chuỗi các hoạt động của chương trình Xuân ấm áp Tết yêu thương năm 2022. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 130 công trình phần việc vượt khó sáng tạo hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và thực hiện công trình thi đua vạn phần quà san sẻ yêu thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động, qua đó chia sẻ bớt phần nào khó khăn đối với hội viên phụ nữ đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Đồng thời góp phần chung tay cùng chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trước dịp Tết đến xuân về.